Chuyện này của công trình Anh Sơn này. Hiện tại bây giờ là 3:30, nay đi dịch Covid rồi là không không kiếm được quán ăn này hai anh em này, tạt là ria đường mua được ít thì cân thì bê về luộc ăn. Thì này cũng nhận luộc ăn. Dao thì cùn đấy, thái to như cổ tay, nhai quặng mồm ra, sườn nhai quặng mồm ra nhưng mà vẫn phải ăn đây. Đây mọi người xem đây, dao được quặng miếng này thì... mà luộc thì mới luộc cho nên là nó chưa được dư, nhưng phải nói là ăn nó ngon. Không ăn này ngon, con này nó với thịt sáng. Ngon. Ăn con bé trước. Nhà ông có xấu không? Có xấu không? Đấy, nếu mà vịt nấu như hôm nọ nhà ông nấu ăn. Ông xấu vậy? Nhưng mà ngon đúng không? Ngon, dài ngon. Được cái là toàn răng sắc nghe. Hai thằng đi đói. Không, cái này nếu mà cái này mà luộc khoảng 40 phút ấy. Thì không? Mềm tí nữa mà anh ăn chấm này, ăn ngon cực ngon luôn. Cái này nếu mà có mang về nhà ông thì phải luộc tiếng sau ăn. Ăn nhưng mà luộc phải cho gia vị cơ. Cho chút gia vị mới đập xả vào đấy. Vâng. Ăn thôi rồi mà. Miếng gừng bé bé ăn nồi áp suất. Đặt thịt gừng. Đây nước chưa chín. Cái này lòng đào ăn ngon.